mấy? 6 pi ST, 6 pi t đúng không? 6 pi t mà tách thành 2 pi ST sẽ f bằng 3. F bằng 3 thì thay 3 vào đây thì 3 vẫn nằm trong khoảng là chỉ tuyệt đối với N5, nhân lại 1 trừ đi 3 và 5 0,4, 0,4 nhân vào đây, 0,4 nhân 4 bằng 1,6, tóm được 0,6. Chưa? Có ngay. Như nghe cái tiếng hơi ồn ồn đâu nhỉ? À, cái loa của tôi vẫn để. Đấy, có ngay cái điều đó. Nhưng mà nếu mà viết thế này thì có phải đơn giản quá không? Viết thế này mà lại được 2 điểm, 2,5 điểm thì không được. Nhưng mà phải viết sao cho nó thật là phức tạp, trông nó nguy hiểm. Đấy, những việc đơn giản thì phải làm cho nó phức tạp lên. Một cách là gì? Tôi tìm phổ đầu vào. 2, 3 cốt 4 pi t. Thì tức là cốt của 2 pi nhân 2 t. Tần số bằng 2 thì phải tách thành 1,5 này, 3 chia đôi này. Tách thành 2 nửa, một nửa ở phía, phía này là phía gì? Phía dương, phía tần số dương, và một nửa phía tần số âm. Thế tại phía tần số dương thì nó chỉ tồn tại một cái tần số bằng 2, cho nên là nhân với delta của f-2. Đấy, tương đương với cả có một cái xung tại cái vị trí 2 đấy, vọt lên. Rồi ở phía tần số âm là âm 2 thì có biết độ bằng một nửa, như vậy delta của f cộng 2. Đây chính là cái phổ của cái ba cốt 4 pi t. Rồi 4 cốt 6 pi t thì cũng tương tự như vậy, chia đôi ra thì sẽ có hai cái vạch phổ, một phát ở phần tần số dương này là tại tại f bằng 3 ấy, nó có một cái vạch biên độ là 2. Rồi tại f-3 cũng có một cái vạch biên độ là 2. Thế sau sau đó chúng ta mới nhân cái này với đáp ứng tần số HF. Thì nhân vào thì lại dựa vào gì? Vì đây là những cái hàm delta mà. Những cái hàm delta nhân với HF thì sẽ chỉ bằng giá trị của hàm H tại vị trí mà delta khác không. Đấy, nhắc lại kiến thức này đã học của chương 1 thì chương 2 thì đó. Thì tóm lại là cái này 1,5 này nhân với delta nhân với H thì sẽ bằng H tại vị trí gì? Dương 2. Rồi nhân với chính nó. Tại vì sao? Chỉ có dương 2 cái này khác không mà. Thay dương 2 vào đây. Thay dương 2 ta được 0, mấy nhỉ? 0,6. Được chưa? Đây, như vậy là 0,6 đem nhân với dương 2 bằng 0,9. Giờ như vậy 0,9 nhân delta f-2. Hãy từ chỗ 1,5 delta f-2 thành 0,9. Thế thằng này thì sao? Nào, thằng này là nhân tại vị trí nào? Âm 2. Âm 2 thì delta này mới khác không, thì thay âm 2 vào đây thì cũng là 0,6 nốt. À, 0,6 nhân với 1,5 là vẫn ra 0,9. Nào, thằng này đem nhân với HF thì ra cái gì? Thì sẽ chỉ tính tại vị trí mà F bằng 3 thôi. Thay 3 vào đây 0,4, 0,4 nhân 2 là 0,8. Cuối cùng cái này tại vị trí âm 3. Đúng, âm 3 thì cái này mới khác không? Thì âm 3 thay vào đây thì vẫn ra được là 0,4 nhân với 2 lên là 0,8. Sau đó từ cái phổ này chia bên tần số dịch ngược trở lại chia bên thời gian thì 0,9 cộng với 0,9 thì sẽ được là 1,8 lần cốt 4 pi t. Đó, rồi cái 0,8 f trừ delta f trừ 3 là 0,8 lần delta f cộng 3 thì ra là 1,6 cốt 6 pi t. Được chưa? Anh nhớ để gặp cái bài này không được, làm sai. Có thể là ở giữa này có thể là viết ngắt ngữ gì nhưng để cái kết quả cuối cùng thì không được sai nhé. Quả cuối cùng không được phép sai thì kết quả cuối cùng tính ra rất nhanh. Bóng phát từ đây đây luôn. Vậy thì nếu mà yêu cầu vẽ phổ, yêu cầu vẽ phổ đầu vào, vẽ phổ đầu ra thì chúng ta vẽ thôi. Đây, phổ đầu vào anh nhìn thấy là gì? Tại vị trí tần số bằng 2 thì có một vạch bằng mấy? 1,5. Đây này, 2 đây này. 1,5. Phổ hai phía mà, giống hệt như chúng ta vẽ phổ hai phía tại vị trí tần số 3 thì có một cái vạch bằng 2. Chưa? Đâu, bằng 3 đây, có vạch bằng 2. Tại vị trí trừ 3 thì vạch bằng cũng bằng 2 nốt. Đây, trừ 3 đây, vạch bằng 2. Vị trí trừ 2 cũng có cái xung vào 1,5 giống hệt. Cái xung đầu, đây là còn đây là phổ đầu ra. Phổ đầu ra thì nhìn đây,
tại cái dương 2 thì nó là 0,9. Đấy, dương 2 đây. Chỗ này là 0,9. Rồi âm 2 thì cũng 0,9. Âm 2 đây, cũng 0,9 nốt. À, chứ sao thì nó vẽ lại nhìn như là 1 đấy nhỉ. 0,9 đấy nhá. Tí tí đấy thôi, thấp hơn. Nhìn thoáng qua lại cứ tưởng 1. Rồi dương 3 thì có cái 0,8. Đấy, dương 3 đây, 0,8. Ô, 0,9, 0,8 mà lệch nhau nhiều thế à? Cái này chắc vẽ bằng tay rồi. Ngồi vẽ bằng phần mềm. Rồi vị trí âm 3 thì cũng có cái 0,8. Đây, âm 3 đây, có cái 0,8. Thế còn cái phổ gì nữa? Nào, các anh học là anh có phổ pha và phổ biên đúng không? Đây vẽ mỗi phổ biên. Cái phổ pha sao không vậy? Sao tao bảo không phải phổ pha nhỉ? Thế như bài làm gì có pha đâu. Đúng rồi, không có thông vẽ nha, bởi vì pha đồ vào bằng không này đáp ứng tần số thuần thực, cho nên là pha đồ ra cũng bằng không luôn. Nếu vẽ phổ pha thì sẽ được năm bốn cái chấm ở đây, bốn cái chấm ở đây bằng không, bốn cái chấm ở đây, bốn cái sum nhưng mà là cái chấm tại vì nó bằng không. Thế đây là trường hợp cực kỳ đơn giản, không có góc pha của đầu vào, đáp ứng tần số thì là chỉ có thực. Thế còn tôi mới biến đổi một chút để cho các anh hiểu rõ vấn đề, đó là đầu vào vẫn thế nhưng mà đáp ứng tần số dạng đầy đủ, dạng phức đây. Dạng phức đây tức là gì? Vừa lệch về biên độ này, hoặc là vừa 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 thay đổi tỷ lệ đầu ra, nó sẽ là giống như tỷ lệ của đầu vào, nhưng đồng thời là kèm theo cái việc lệch pha, cái lượng lệch lệch pha tính bởi góc pha của cái HF tại vị trí đó nhé. Thì chúng ta làm thì vẫn thế, bước đầu tiên vẫn là phải tính phổ đầu vào cái đã, chưa? Tính phổ đầu vào này, xong tính phổ đầu ra bằng cách là HF nhân nhân XF này, được chưa? Thì cái nếu mà anh đi thi và gặp cái này thì đừng có viết cái câu nhắc lại nhé, đây là nhắc lại cho những cái nào không biết thôi. Thì các thầy biết hết rồi, không cần phải nhắc. À, thì vẫn biết đến cái này, không có thay vào thôi nhá. XF thì xem là XF nó có những cái gì, theo tính chất tuyến tính này thì sẽ bằng tổng thôi, bằng tổng của bốn cái này nhân với lần lượt từng cái h này thôi. Đó, thì 1,5 nhân h của thằng này là phải nhân với h của dương 2, h2, thằng này nhân với h của trừ 2, đúng không? Thằng này nhân với h của dương 3, thằng này nhân với h của trừ 3. Thực ra là nó đầy đủ là nó nhân với cả hf nhá, nó nhân với HF đầy đủ, nhưng mà nó chỉ khác cái HF ấy, nó chỉ khác không tại những cái điểm này thôi, nên là nhân thay luôn số vào. Nào, thay H2 vào. H2 thì chúng ta xây thì sẽ được một cái số phức. À, độ lớn là 0,08. Góc pha là trừ 0,85. À đó, trừ 85 độ. Anh viết độ cũng được nhá, mà anh viết radian được. Nếu đây viết độ này thì cuối cùng dịch ngược trở lại trong bình thời gian thì mình phải viết là độ, còn nếu viết radian thì dịch ngược radian. Nếu đề bài cho đây là có radian thì chỗ này nên viết là radian để lúc sau phối hợp nó đỡ nhầm. À, chẳng hạn ví dụ người ta cho đây là trừ pi trên 2 nhỉ, đâu trừ trừ pi trên 6, bây giờ lại trừ trên 85 độ, sẽ lại viết là trừ 85 độ rồi trừ pi trên 6, hơi buồn cười. Vẫn hiểu đấy nhưng mà hơi buồn cười, phải đổi thành gì? Tăng nó độ thành bao nhiêu pi đấy, kết hợp với pi 6 để ra một cái số nào đấy. Được chưa? Thì các anh yên tâm là làm thế này được nhá. Nó làm nên là làm được. Đúng như thế. Hai cái góc này sẽ đối nhau là bởi vì sao nhỉ? Hai cái số F ngược dấu với nhau thì sẽ xạo ra góc pha của cái này là ngược nhau. Ngược nhau nhá. Còn hai số F đối nhau thì sẽ tạo ra độ lớn của H này là bằng nhau. Bởi vì sao? Cái này tại sao? Một cái trừ 2, một cái dương 2 nhé, thì tạo ra một cái 0,8, cái này 0,8 giống nhau này. Còn góc pha một thằng này là trừ 85 độ này.
đối với âm 2. À đây, đây khi thay tôi thay bằng trừ 2 vào thì ra cái dương 85 độ. Đây trừ 85 độ. Tương tự thế cộng trừ 3 nhé. Cộng trừ 3 nó cùng ra cái biên độ là 0,053 của cái HF. Và góc thì là đây là dương 3 thì ra góc âm 87 độ. Còn âm 3 thì góc ra góc dương 87 độ. Cái hình, cái đồng tân số này nó như vậy. Ừ, sai à? Có nhau biết không? Thật học những kiểu ôn thi đại học này mớm là từng chữ một. Hỏi lại không biết cái gì. Không biết là sao. Đấy, tại vì nhá, độ lớn của HF này bằng gì? Độ lớn của số phức này thì bằng cái gì? Đang đào tạo của tôi nhỉ? Bây giờ gọi một anh nhé, một anh mà bây giờ không nói được cái số phức này độ lớn nó bằng bao nhiêu thì có lẽ tôi phải cấm thi về học lại đại số lớp 11, sau đó mới đi thi đại học nhá, rồi vượt qua cái môn đại số năm thứ nhất, năm thứ hai đấy, rồi học tiếp. À, mời anh Quách Thành Danh nè, Quách Thành Công nè. Dạ. Đấy. Độ lớn của số phức này bao nhiêu? Độ lớn của số phương này ạ? À? À, đừng nói không trả lời được nha. Ngày xưa anh thi tốt nghiệp của gì? Tốt nghiệp cấp ba của gì? Tại sao mà anh ngồi được đây vào đây nhỉ? Độ lớn của một cái số phức mà cũng không biết. Điều gì? Đúng rồi, thì anh sách là ông này chưa cấm thi thì cũng phải trừ cái thằng này 4 điểm, 5 điểm. Đúng. Sáng mắt ra được chứ, kiểu này không được. Phức mà lại có độ lớn thôi, không biết. Bao nhiêu, 17. Bữa trước chúng ta học thôi. Dạ. Bữa trước có đi học nhỉ? Bữa trước có luôn. Có ạ. Sao lại để chống đây nhỉ? Ừ, anh à. Quách Thành Danh, ca sĩ Quách Thành Danh. À, ngoài trừ 3 điểm. Đấy. Độ lớn số phức thì anh tôi không thể hiểu được. Nhà, trong cái logic chương trình đại học nó có cái môn tiên quyết, có những cái môn học trước. Có những môn bắt buộc phải học rồi, có thể chưa thi qua nhưng được học. Có những môn bắt buộc là phải thi qua rồi mới được học. Nên muốn vào đại học thì bắt buộc là phải học qua cấp 3 rồi. Mà bây giờ bảo cái số lượng của cái số phức nào không biết. Thế là kiểu gì? À, một người anh khác rồi. Phạm Quý Dương thế nào? Dạ em đây. Báo bao nhiêu? Nào cái đây đổ lớn bao nhiêu? À, em thấy độ lớn H, HF bằng 1. Không biết thôi, bằng 1, 1 không phải. Chết thật. Lớp mình kiểu gì nhỉ? Đang bắt đầu. Tại sao mà anh lại có thể lọt được vào đến tận năm mấy nhỉ? Chắc nhiều đây, nhưng thường các anh lết qua những cái lớp khác thì... Đó. Anh có Quý Dương đúng không nhỉ? Thầy cứ giảng thẳng thắn bất kể, mớm như là thi đại học tiếp hòa bất kể. Nào, độ lớn của số phức không bao nhiêu? Đây nó là một thương nhá, là một thương thì bằng thương các độ lớn. À, độ lớn của thằng trên là bao nhiêu? Bằng 1. Độ lớn của cái dưới bằng cái gì? Nào, 1 cộng g hay pf, độ lớn của nó bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Mời anh Đoàn Minh Hải xem nào.
Đúng này, có đây không? Bà Minh Hải à? Lấy bà đấy, bảo em bà ấy đi vệ sinh nhiều. Vẫn đợi hả? Còn anh Văn Chiến thế nào? Bao nhiêu? Một chiều bao nhiêu đây? Em nói thầy là không biết Ủa, các anh thi đại học được bao nhiêu điểm? Chiến luôn. Hiểu rồi. thầy ơi, em có ý kiến ạ. Cùng nhau. Nghĩ là cái phần này mọi người chắc là cũng có thể có người nhớ nhưng mà cũng có người quên mất đây. Nếu được thì thầy giao dạy lại một lần nữa cho bọn em. Không, bây giờ mọi người chắc cũng không nhớ đâu. Rồi, đấy là việc của cái giáo viên dạy toán ấy. Đâu phải việc của tôi. Các bạn phải biết cái toán này trước rồi chúng ta mới áp dụng môn toán này để vào đây, vào cái môn này. Cái ai chưa học được cái môn toán kia mà đã đăng ký học môn này. Đúng không? Thật. Nga số phước này nó là một thương đúng không? Như vậy là thương các độ lớn cái đã. Thương các độ lớn thì độ lớn thằng trên bằng một, độ lớn nó bằng một, ở dưới nó là một cộng GIPF, nên độ lớn nó là căn bậc hai, này là cái số a cộng với cả cái g nhá, độ lớn là a bình cộng với cả b bình, căn này là biểu diễn trên mặt thể thức nhá. Đây a cộng b g đây, a này b này, độ lớn của nó chính là cái đường chéo này. Nó là căn bậc hai bình cộng bình, thế đây dưới một bình một chứ còn sao nữa, nó biết nhiều cộng với b bình, b ở đây là gì, 2 pf, như vậy là 4 pi bình f bình, lấy căn. Đấy, chính vì thế cho nên là khi f nhận hai giá trị ngược dấu thì độ lớn của hf giống nhau nhá, hai số ngược dấu thì bình phương lên vẫn giống nhau mà. Nên cái trường hợp 2 này với cả trường hợp trừ 2 đây này nó đều ra độ lớn là 0,08. Tức là góc tại sao lại ngược nhau? À thì bây giờ góc quá đẹp bằng gì? Nhờ hỏi đến học qua góc quá đẹp bằng gì? Nào, góc của một số phức đây thì nhìn vào hình này này, a cộng bg nhá, thì góc của số phức sẽ là gì, tan mũ trừ một của b trên a đúng không, tan mũ trừ một của b trên a và là góc này, thì đây là cái số phức dạng a cộng bg. Thế còn số phức lại một trên a cộng bg thì sao, một chia thì sao, nào các số phức là thương hay là tích, tích hay là thương ấy thì có góc bằng tổng hay là hiệu các góc, được chưa? Ví dụ hai số phức mà là nhân với nhau thì sẽ kết quả sẽ có được cái góc bằng tổng hai góc của hai số phức đấy. Đấy, nếu mà thương của nhau chia cho nhau ấy thì góc bằng hiệu hai góc, được chưa? Thì bây giờ chúng ta có cái thương đúng không, như vậy góc của một trừ đi góc của một cộng với g 2 ở gì, góc của một thì bằng bao nhiêu nào, góc của một bằng bao nhiêu nào, câu này không trả lời được, trừ 4 điểm. Anh Hoàng Văn Quân nào, Quân rồi rồi đi trả lời xem nào. Góc góc của một thì bằng bao nhiêu?
Ừ. Cái này có ông nào vừa vào lớp mình này. Nhầm lớp à? Ừ, nó có một thì ngoài nhau. Góc của một bằng bao nhiêu? Cái một đâu? Bên trên mặt góc này một nó chỗ nào? À, một nó ở đâu? À, một nó ở đây. Cái góc của nó bằng bao nhiêu? À, không. Đúng rồi, không. Thế mà còn không biết thì thành. Như vậy nó là trừ đi góc của thằng đằng sau này. Mà góc của thằng đằng sau đây, hắc tăng của B trên A. Không, tăng mũ trừ 1. Mũ trừ 1 này. B trên A, đây B đâu? B là gì? IPS. Trừ 1. Đó. Mà hàm hắc tăng là làm lại nha, tôi vẽ đồ cái lục giác này ra nhá. Nào, hắc tang là nối đâu ra nhỉ? Hắc tang nối chỗ nào ra? Đây, nối đây. Chiều dài này là hắc tang, đúng không? Chỗ này là giá trị của tang này. Còn chỗ này là giá trị của hàm hắc tang. Thế bây giờ hai góc đối nhau thì anh thấy là gì? Độ lớn ngược nhau thì sẽ góc sẽ được ngược nhau, đúng chưa? Như vậy nó là hàm lẻ. Thế còn độ lớn mà ngược nhau cho ra góc giống nhau thì nó là hàm chẵn. Vậy nó là hàm lẻ. Đấy, là hàm lẻ, cho nên là các trường hợp mà trừ 2 này và trường hợp dương 2 này nó sẽ ra cho ra cái góc là ngược giống nhau, 85 và âm 85. Đấy, còn trừ 3 và dương 3 thì trừ 87 và dương 87. Được chưa? Đấy. Về xem lại số phước nhá. Cũng có thì công cụ thì đẹp đẹp mắt, nhưng mà tức là giống như kiểu người ta la xây cho chúng ta một con đường đi ô tô rất là nhanh đi từ A đến B ấy. Nhưng mà chúng ta lại chưa biết lái ô tô thì cũng bất thời sẽ là đẩy cái ô tô trên con đường đẹp. À, đi bộ nó cũng làm cái đường đẹp vẫn đi bộ. Okay. Về xem lại số phước. Ra đấy, trường hợp này là góc pha không có gì, còn HF là hàm phức. Vậy tôi lấy ví dụ nữa, HF giống như trường hợp đầu, HF là thuần thực, nhưng góc pha thì có, góc pha thì có. À, từ từ, chỗ này, tóm lại kết quả là gì nhỉ? Đây, kết quả. Thì anh cứ bê nguyên cái này xuống này. Thứ nhất là bê cái phần 4 cô này xuống này. 4 cái này cô này xuống này nhá. Sau đó, cái số 3 này nhân với độ lớn của hàng HF tại vị trí tần số bằng 2. Nhá. Thì thay vào thì như vậy là 3 nhân 0,08 bằng 0,24. Yeah. Và sau đó bổ sung thêm một cái góc pha bằng góc của hàm HF tại vị trí F bằng 2. Đấy, F bằng 2 đâu? Anh soi xem này, đây F bằng 2 đây. Góc của nó là trừ 85 độ, cho nên là anh thêm trừ 85 độ vào. Xong. Yeah. À, bên này thì tương tự nhé, B cái cos 6P xuống. B cos 6P xuống này. 4 thì tôi thay bằng 4 nhân với độ lớn của hàm HF tại tần số bằng 3. Thay 3 vào. Là sẽ 3 vào được từ 0,053. Đem nhân với 4 được 0,022. Xong rồi góc thì bằng góc của hàm HF tại tần số bằng 3. Thay vào thì được là đây bằng 3 đâu. Bằng 3. Đây. 3 góc của nó trừ 87 độ. Bốc chưa đến mật độ qua đây. Nên là các anh sẽ phải rất chú ý là kiểu gì kiểu nhau, vẽ làm tây làm tàu vẫn phải đến được cái chỗ này.
Còn ở giữa này các anh có thể lắt nhắt, có thể nhầm dấu cộng, dấu trừ, nó kiểu ở đây. Nhưng mà đến cái cuối cùng này thì không được nhầm. Bởi vì cái cuối cùng này là chúng ta có thể đi từ đây này được. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang vẫn ví dụ này nhưng mà mở rộng kiểu khác là RF thì vẫn là như cũ nhưng vẫn chỉ có phần thực thôi, nhưng mà đầu vào có góc, có góc lệch, nhà đầu vào có góc lệch thì chúng ta cũng có một cái con đường đi ngay một phát từ đây đến đây, nó gì bê nguyên cái phần này xuống này, cột 6 cột 4 pi bê nguyên xuống, rồi bê cái này nguyên xuống nhá, 4 pi chia 13 đồng chia 13. Chỗ 3 này tôi nhân với giá trị của HF tại tần số bằng 2. Nó chính là độ lớn của HF luôn. Cái chỗ này là số thực mà, độ lớn của số thực. Thì là chính nó. Độ lớn là chính nó nhá. Là điều tần số bằng 2 thay vào đây. 0,6 nhân nó là 1,8 nhá, 1,8 để sửa mỗi 3 này 1,8. Cái này giữ nguyên. Cái này giữ nguyên, sửa 4 thành gì? 4 nhân với h mấy? H3. H3 mà 0,4, 4 nhân 0,4 bằng 1,6. Được luôn. Ra là được ngay kết quả đấy. Còn nếu mà muốn viết cho nó đầy đủ này thì cũng là tách ra tìm phổ đầu vào này. Đấy, phổ đầu vào thì 1,5D của trừ 0,2 này. Rồi nhân với E mũ trừ J 0,3. Thực ra nó là E mũ J nhân âm 0,3. Còn cái đằng sau là E mũ J nhân trừ đi trừ 0,3. Rồi, viết ra này. Viết ra này thì lại nhìn rất cồng kềnh đúng không? Viết ra kiểu này nhìn rất cồng kềnh để vừa thêm nhân thêm E mũ. Còn cái bảng của nó các bạn xem đây nhé. Bảng này. Đây, công thức của nó đây. Cái cốt cái gì đó, cốt omega t cộng theta thì sẽ ra được là 1/2 e mũ dương trước này. E mũ dương theta, chính theta nhá. Nhân với delta sao cho nó chỉ bằng 1 tại vị trí F0. Tức là delta của F trừ F0. Sau đó cộng tiếp 1/2 e mũ trừ, tất cả cái đấy trừ lại. Tại phần tần số âm thì là e mũ trừ theta. Tần số dương, đây, chỗ này ứng với tần số dương này, em mũ cộng theta. Thế thôi, quay lại đây. Nhá, 3 cốt này thì thay vào 1/5, 3/2 mà. Xong tại phần tần số dương, tức là D của F trừ 2, thì E mũ cộng theta, đấy, E mũ cộng theta mũ trừ 0,3, E mũ trừ. Và nó viết tiếp với cái này, đảo lộn lại thôi. 1,5 E mũ trừ trừ 0,3, tức là E mũ cộng 0,3. Delta F cộng 2. Để đến 4 này thế này, 4 chia đôi ra được 2. Phần tần số dương DF trừ 3 thì E mũ dương theta, E mũ dương hồi 4. Còn phần tần số âm thì E mũ trừ theta, E mũ trừ trừ E mũ trừ hồi 4. Sau đó mình nhân từ XF được rồi, mình nhân với HF để ra được IF. Giờ thì nhân vào nào, chúng ta có một số phức này, nhân với delta này, bên nhân với H2, H2 thì lúc này là một số, H2 bằng 0,6, thì 0,6 nhân với bao nhiêu ở đây nhỉ, 0,6 nhân với 1,5, nhân 0,6 này, đây là con một số nhưng không có góc pha gì cả nhé, 0,6, 0,6 nhân 1,5 ra 0,9 này, em cũng trừ gì 0,3 bơi bê nguyên xuống, nhá. D của F trừ 0,2 à trừ 0 trừ 2 B nguyên xuống. Tương tự 1,5 E mũ J 0,3 thì E mũ J 0,3 để nguyên này. H trừ 2 cũng bằng 0,6 nhân 1,5 ra 0,9. Nhờ B ngay xuống. Và hai cái này sẽ phối hợp với nhau ra gì? Ra 1,8 cốt của 4 PT. 4 PT bởi vì tần số bằng 2. Trừ
cộng theta, đây là cộng theta, nhưng theta bằng trừ 0,3, tức là trừ 0,3, được chưa? Còn chỗ này sao? 2 nhân với H3 thì bằng H3 mà 0,4, 2 nhân 0,4 bằng 0,8, E mũ di dương 0,4 thì vẫn để nguyên. Nên ta F3 và còn H-3 thì cũng là 0,4 nhân với 2 là 0,8, E mũ trừ B xuống. Xong hai cái này ghép với nhau thì ra được Y trên biên thời gian. Đây là Y trên biên tần số này. Xong đổi sang biên thời gian thì ra cái này. Chưa, anh đã hiểu chưa? À, không không hiểu hỏi các anh nhá. Tôi sẽ giải thích hoặc chỗ nào nếu mà nó quá thô bỉ quá thì tôi bảo các anh học lại trong sách để khác. Để đừng hỏi thầy tại sao đã hàm cái này là bằng cái kia chẳng hạn. Cấp 3 học cái đấy rồi. À, không hỏi gì à, biết hết rồi đúng không? Thế thì đây, nếu mà biết hết rồi thì chúng ta để kết thúc cái phần này, kênh làm tôi bài này thôi. Đắp bồ nó lên đã. Đây là cái bài này, nhưng đầu vào như này, coi như là phối hợp vừa lệch pha về đầu vào lệch độ có pha khác không này và đáp ứng tần số là số phức. Đó, nếu đầu vào như này về tìm đầu ra. Tìm đầu ra. Nào em, thì cho tôi sẽ kiểm tra anh nào đọc sai phát lại trừ điểm tiếp.